Hello, chào tất cả anh em nhé. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Soi Cầu Miền Bắc của mình. Và kênh của mình là kênh Đồng Một Số. Hiện tại thì bây giờ đang là buổi tối của ngày 25 tháng 4 năm 2023. Và lời nói đầu tiên thì chúng mình xin gửi lời chúc đến toàn thể mọi người đang theo dõi video có thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc bên gia đình và người thân, cũng như gặt hái được nhiều thành công trên công việc. Và đặc biệt hơn là luôn luôn may mắn với những con số và chiến thắng nhiều hơn ở những ngày của tháng 4. Và quay trở lại với mọi người của buổi tối ngày hôm nay thì tiếp tục mình sẽ lên chia sẻ cho mọi người một vị trí của đường cầu giải đặc biệt. Và hiện tại đang chạy cực kỳ là thông và mình sẽ nhắc lại cho mọi người cái công thức ở vị trí tuần trước và chúng ta cũng đã được ăn vị trí ngày thứ tư. Và quay trở lại với chiếc màn ảnh của chúng ta thì đó chính là cái bảng kết quả mở thưởng ngày hôm nay thì mình sẽ điểm qua một chút nhá. Rồi đầu tiên là giải đặc biệt thì ngày hôm nay có cho mọi người là con số 83. Nó là ở chạm 8, chạm 3 và tổng 1, ba càng là 483. Và cả bộ số là 85483. Thống kê về vị trí của lô nháy thì ngày hôm nay có chung một người số 06 này. Rồi vị trí thứ hai là con số 29. Tiếp tục này, ở vị trí thứ ba ngày hôm nay thì có chung một người con số 70. Rồi đối với vị trí lô kép thì ngày hôm nay có chung một người số kép 11, con số kép 55, con số kép 44 này. Con số kép 88 nữa này. Con số 66 này, lô kép xuất hiện cũng khá là dày đấy anh em nhỉ. Ngày hôm nay thì có cả cặp kép 11 và 66 ra này. Ok. Đó thì đầu lô tô ngày hôm nay không có đầu nào bị câm cả anh em nhé. Rồi thì mình sẽ thống kê qua cho mọi người một chút về những vị trí của lô rơi cho ngày hôm nay. Thì đối với vị trí lô rơi thì chúng ta xem ngày hôm nay có mấy cặp đây. Rồi cặp thứ nhất là cặp 050 một cặp này. Cặp 070 là hai cặp này. Cặp 090 là ba cặp này. Rồi cặp kép 1166 là bốn cặp này. Đó, tiếp tục cặp 151 là năm cặp này. Cặp 181 sáu cặp này. Cặp 292 bảy cặp này. 3553 ra cực kìa dày luôn này, 8 cặp rồi này. 373 9 cặp này. 383 10 cặp. Đó, 575 11 cặp. 686 12 cặp. Đó, ngày hôm nay có cho một người 12 cặp lô rơi. Chung là ngày nào thì nó ra cho anh em một cái tỷ lệ phải khiến tất cả mọi người đều phải đau đầu về cái chiều lô rơi. Kể cả thậm chí đề rơi cũng vậy. Đó, ngày hôm qua thì còn đỡ một chút, ngày hôm nay thì càng ngày nó càng đẩy lên phần trăm cho mọi người. Thì mọi người cũng có thể là hình dung ra được là với những vị trí như này thì chúng ta kể cả đánh lô nó cũng khó khăn hơn rất chi là nhiều rồi, đúng không? Mình mong rằng tất cả mọi người hãy luôn luôn sáng suốt với tất cả những cái đường cầu và những cái sự lựa chọn của mọi người qua những ngày chơi tiếp theo nhé. Và quay trở lại với cái video của mình chia sẻ cho mọi người ngày hôm qua thì mình cũng có gửi tất cả mọi người là một đường cầu duy nhất. Rồi thì mình cũng đã thành công bảo vệ cho mọi người cái đường cầu ăn thông của vị trí thứ ba. Tuần trước thứ ba chúng ta cũng đã được ăn thông và tiếp tục bảo vệ thành công cái đường cầu này cho thứ ba của tuần này. Đó, tiếp tục và đường cầu này chúng ta sẽ lại gói gọn lại để chúng ta chơi cho tuần sau, thứ ba tuần sau anh em nhé. Ngày hôm nay thì mình chốt cho mọi người cái dàn này đây. Thì ở vị trí cặp số cuối nó xuất hiện cho mọi người là cặp 3883. Thì giải đặc biệt ngày hôm nay xuất hiện cho mọi người con số 83 thì cũng đã chiến thắng khá là rực rỡ rồi. Và mình chia sẻ cho mọi người một đường cầu duy nhất. Nên chính vì vậy thì anh em theo dõi kiểu gì thì chúng ta cũng chiến thắng, đúng không? Chẳng hạn nếu mà mình chia sẻ cho mọi người hai đường cầu, một đường cầu nó lỗ và một đường cầu nó không lỗ, thì có thể là nhiều anh em chơi đường cầu này và nhiều anh em chơi đường cầu kia. Nhưng mà mình chỉ chốt cho mọi người một đường cầu thì tất nhiên là ai nếu lựa chọn thì cũng cái dàn này thì chúng ta cũng chiến thắng thôi. Và chạm đề thì mình cũng có tổng hợp cho mọi người chạm đề thì chúng ta cũng chiến thắng. Anh em thể là theo dõi lại video của mình ngày hôm qua, buổi tối ngày hôm qua mình đã phân tích cho anh em đấy. Đó. Thì ngày hôm nay thì mình cũng có đọc được một cái bình luận của bạn khán giả như là anh ơi anh chốt hẳn hoi vào chốt thế này thì rối mắt lắm, không ai muốn xem đâu. Thì đây là nhìn nhận trên cái quan điểm của cá nhân mình. Thì trước hết mình cũng xin cảm ơn với những cái lời chia sẻ và những cái lời góp ý của bạn. Và nếu tất cả mọi người cùng cái quan điểm với bạn Linh Vũ này thì mọi người cũng có thể là bình luận comment xuống bên dưới video để mình có thể sửa đổi những video tiếp theo. Còn đối với góc nhìn của mình nhá, đối với góc nhìn của mình thì từ đầu đến cuối video thì mình cũng chỉ chốt lại cho mọi người một đường cầu duy nhất và một cái bộ này duy nhất thôi. Thì cũng chưa biết là tất cả mọi người đang khó xem hay đang thấy rối mắt ở những cái điểm cầu như thế nào. Thì mọi người có thể là góp ý xuống để mình biết. Ok. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ quay trở lại với điểm cầu dành cho ngày mai là thứ tư. Thì cái thứ tư tuần trước ấy,
thì chúng ta cũng đã chiến thắng ở vị trí ở đề là cặp 8558 như ở đây. Như mọi người có thể nhìn thấy trước màn ảnh thì cái đường cầu này nó trả về cho mọi người là con số 85 ở bảng kết quả mở thưởng của thứ tư tuần trước đây. Thứ tư tuần trước nó xuất hiện cho mọi người số 85 nhá. Thì trong cái video mình đã chốt cho mọi người cái cặp lục thủ đề là 858, 868 và 898. Thì liệu rằng là đến với ngày mai thì với cá nhân mình thì không biết là có bảo vệ cho mọi người tiếp tục thành công ở vị trí công thức đề cho ngày mai hay không. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại với bảng kết quả mở thưởng của thứ tư tuần trước để mình sẽ phân tích cho thứ tư tuần này và ngày mai. Điểm cầu mọi người lựa chọn cho mình là hai con số đầu nằm trong bộ số của giải nhất kết hợp với tất cả những con số nằm trong cái bộ số thứ ba của giải tư. Thế thì mọi người có thể là dễ hình dung ra cho mình này. Giải nhất chúng ta lựa chọn cho mình là hai con số đầu thì nó xuất hiện đây là con số 4 và con số 7. Mọi người kết hợp cho mình với giải tư. Giải tư chúng ta lựa chọn ở đây là tất cả những cái con số đã nằm ở bộ số thứ ba. Nó xuất hiện là con số 9, con số 6, con số 3. Thế bây giờ chúng ta kết hợp lần lượt với nhau. Thì chúng ta sẽ có cái dàn đề như sau. Thứ nhất là con số 4 kết hợp, chúng ta có 434. Chúng ta có 464. Và chúng ta có 494. Cái đường cầu này thì nó cũng không có quá là nhiều số đâu. Rồi, đến với con số 7 chúng ta sẽ có là 797. Chúng ta có 767. Và chúng ta có 737. Vậy đây là cái công thức đề chúng ta bắt dựa trên cái bảng kết quả mở thưởng của các thứ theo tuần. Thì chúng ta có một cái dàn này duy nhất cho ngày mai là ngày 26 tháng 4. Trong cái dàn này thì mình cũng sẽ đưa cho mọi người những cái cặp số kết. Thì đối với cặp số kết nhá, nhìn nhận trên quan điểm cá nhân của mình thì mình sẽ đang lựa chọn cho mọi người là những cái cặp số nó cộng lại với nhau nó là tổng chẵn. Nó sẽ là tổng chẵn. Thế bây giờ cụ thể như thế nào? Cụ thể tổng chẵn thì chúng ta sẽ có thứ nhất là cái cặp 464 ở đây, nó là tổng 0 và cặp 797 ở đây là tổng 6 và 737 ở đây nó cũng sẽ là tổng 0. Và đề kết thì mình sẽ lựa chọn cho mọi người là ba cái cặp số này. Vị trí đánh dấu V là vị trí của đề kết. Rồi, thì cái đường cầu của mình thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái trạm đề. Được chưa? Mình sẽ gửi đến tất cả mọi người là hai trạm đề. Và nếu anh em nào thấy nhiều thì anh em có thể là không chơi. Còn những anh em nào mà chuyên về đề thì mọi người có thể là vào cho mình hai cái trạm này. Bởi vì hai cái trạm mình chia sẻ trên đây ấy thì nó hoàn toàn là chúng ta đánh khung một duy nhất cho ngày hôm thứ tư là ngày mai. Đó, và chúng ta cũng không còn phải lui lấn gì cả. Nên nếu mà chúng ta có cái suy nghĩ là sợ nhiều số chúng ta thua thì anh em có thể là cân nhắc lại. Dù tất cả mọi người là theo dõi video đâu ra đi chăng nữa nhưng mà mọi người đánh cho mình là cái dàn lui khoảng từ 3 cho đến 4 ngày, cái dàn nó từ 8 cho đến 10 số. Thì mọi người lui trong 3 ngày, nếu mà nó không về thì nó cũng không khác gì chúng ta đánh hai trạm cho một ngày. Nó cũng rơi vào 40 số đúng không? Đó thì mình cá nhân mình thì mình sẽ đưa cho mọi người cái trạm đề cho ngày mai. Đó chính là cái vị trí của trạm 4 và trạm 7. Đó, cho ngày mai là ngày 26 tháng 4. Rồi, mọi người có thể lưu lại cho mình nhá. Và trên đây thì cũng là toàn bộ những cái nhận định và những cái con số để mình chốt để cho mọi người tham khảo cho ngày mai là thứ tư của ngày 26 tháng 4. Và thời lượng của video thì cũng như ngày thì mình cũng xin kết thúc ở tại đây. Và chúc mọi người là buổi tối xem video vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm với gia đình và người thân. Và chúc mọi người chiến thắng rực rỡ và hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Chào tất cả anh em nhé.